Chương trình này được bảo trợ bởi chin và Kim Thư cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 4480 1070 Happy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 18009908319princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District. Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Lido Sài Gòn TV. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin được nhắc với quý vị là chúng tôi có Nam Cali, Bắc Cali và Houston ở uh, trên những tầng làn sóng khác nhau. Ở miền Nam California là 56.10, miền Bắc California là 16.11. Và ở bên Houston, Little Sài Gòn TV cũng có ở trên làn sóng uh, bao nhiêu Ngọc Lan? Mười, mười, Chết 20 uh, 20 26 hả? Chúng ta không nhớ số ngày hôm nay chưa thấy sorry, số, sorry, quên. Sorry. Uh, có có bên Houston rồi từ hôm thứ hai lần thưa quý vị. Cho nên là uh, quý vị nào ở Houston thì cũng có thể coi chương trình của Little Saigon TV. Như là mình có ba miền ha. Uh, Bắc Cali, Nam Cali và Houston, Texas. Và ngày hôm nay thì uh, quý vị cũng có thể tiếp tục uh, xem trực tiếp À, chương trình live không phải chỉ ở trên youtube mà cả trên facebook Lido sài gòn tv tin tức à, lietdo sài gòn tv tin tức quý vị có thể xem live trên đây ừ. đây là một cái uh, uh, trang facebook mới của Lido sài gòn tv thì hy vọng quý vị sẽ xem trực tiếp ở trên đây cũng như là bấm like, bấm share và follow theo để có thể nhận được những cái uh, uh, tin tức mới nhất của Lido Sài Gòn TV là cái trang cũng như vậy thôi quý vị sẽ thấy cái logo của đài logo mà anh em chúng tôi uh, mang ở trên áo uh, đó là những cái uh, mới điều mới khi mà đài Lido Sài Gòn TV ngày càng uh, vươn rộng ra khắp nơi đến với lại khán giả tivi có rồi qua hệ thống online cũng có. Ngày hôm qua vào lúc 11 giờ trưa giờ California thì tất cả các hãng truyền thông đều đưa tin tức rầm rộ hết. Ừ. Đây là một cái sự kiện không thể nào mà không nhắc tới được thưa quý vị. Ngày hôm qua chính thức ông cựu tổng thống Donald Trump ra hầu tòa và trở thành bị cáo trong một vụ án hình sự gọi là chi tiền để bịt miệng với 34 tội đại hình. Đó, nhưng mà tổng thống Donald trump ngày hôm qua đã không nhận tội bất kỳ một cái tội danh nào được nêu lên tất cả cho 34 tội đó à, Tại sao gọi là vụ án chi tiền bịt miệng có liên quan tới công việc làm ăn là tại vì trong cái thời gian trước cái tranh cử đó thì cái vụ ầm ý lên giữa cựu tổng thống Donald trump và một người đóng phim nghèo à Daniel à Stormy Daniel cái vụ này thì người ta nói rằng vì vấn đề bầu cử sắp đến cho nên cậu Tổng thống Donald Trump đã chi ra một khoản tiền là 130 000 để cô này không lên tiếng trước cái ngày bầu cử. Thưa quý vị, trong cái vực trong cái vấn đề mà đi tranh cử của ông đó ông không muốn ồn ào những cái chuyện vớ vẩn như vậy. Thế thì cái việc chi tiền như vậy là làm sao? Mà nó lại dính dáng tới vấn đề kinh doanh uh, của riêng gia đình ông. 130.000 đó lại được khai vào trong giấy tờ trong cái vấn đề buôn bán kinh doanh của ông và nói rằng đây là một trong những khoản tiền để mà dùng vào việc buôn bán, à, ém nhẹm cái việc này đi. Cho nên ngày hôm qua đó thì khi mà nhiều người coi trên TV thì thấy là cậu tổng thống Donald Trump đã không nhận tội trong 34 tội mà được nêu ra như vậy à, gọi là cái tiền gọi là à, không có khai tất cả những cái điều gì nó đúng ở trong những cái giấy tờ kinh doanh của ông. Nhưng mà tại sao nó là liên quan tới số tiền đó là tại vì số tiền đó được được đưa vào trong cái sổ sách giấy tờ của kinh doanh cho nên nó mới làm ra cái chuyện đó thôi như vậy. À, ngày hôm qua thì à, chánh án ở ngay quận hạt Manhattan đã không cho tất cả các cơ quan truyền thông được có mặt, được trực tiếp đưa những cái hình ảnh Cựu tổng thống Donald Trump đi vào trong tòa như thế nào rồi ngồi xuống và nghe những cái cáo trạng nó như thế nào thế nhưng à, thưa quý vị khi mà à, sau, sau khi đó mà tổng thống cựu tổng thống donald trump bước ra ngoài đi về khoảng một tiếng đồng hồ sau đó thì luật sư ở phía bên ông cũng có nói vài câu họ nói rằng là chưa bao giờ thấy một cái hình ảnh như vậy ở tại đất mỹ này một cựu tổng thống phải ra tòa bị cáo cho một vụ án hình sự và chưa bao giờ xảy ra chuyện này nữa cho nên à, những ngày sau đó thì chuyện gì sẽ xảy ra thì theo như báo chí ngày hôm nay cho biết ngày 4 tháng 12 là phiên xử đầu tiên sẽ được diễn ra ở tại ngay quận hạt Manhattan. Cho nên chúng ta bây giờ là tháng 4, chúng ta còn tới 7 tháng nữa hơn để chúng ta chờ coi những chuyện gì nó xảy ra sau đó. Ngay sau khi mà kết thúc cái phiên gọi là nghe những cái cáo trạng của mình rồi mà ông tuyên bố rằng là ông vô tội tất cả những cái tội đó đó thì cựu tổng thống donald trump lập tức bay về bên florida và tối ngày hôm qua thì ông cũng có phát biểu à, trước giới truyền thông về những cái chuyện đã xảy ra trong ngày đối với ông ở tại florida tối hôm qua wow. có nghĩa là sự kiện là chấn động à, thu hút tất cả truyền thông không chỉ ở nước mỹ mà trên toàn thế giới người ta đều xem xét nhìn vào bởi vì mỹ là một cái quốc gia được xem là hùng mạnh nhất một cái nền dân chủ rồi cái gì cũng là bậc nhất hết nhưng mà lần đầu tiên một vị tổng thống bị phạm vào tội đại hình à, như hôm trước thì chúng tôi đã có nói ông không phải là vị tổng thống đầu tiên mà bị à, những cái vấn đề dính dáng đến à, luật pháp nhưng mà về tội đại hình thì đây là người đầu tiên à, bị như vậy à, chúng ta sẽ chờ xem những diễn biến trong thời gian tới như thế nào à, nhưng mà đến ngày 4 tháng 12 thì cái phiên tòa tiếp theo mới được xử À, coi coi những cái bằng chứng của bên nguyên đơn cũng như là bên bị cáo đương nhiên là ông cựu tổng thống Donald trump rồi có đủ sức thuyết phục tất cả hay là không và cái phán xét cuối cùng ra làm sao thì chúng ta còn phải chờ đợi à, quay về với lại đời sống hàng ngày thì có lẽ quý vị xài điện thoại uh, uh, iPhone hay là Samsung vân vân ai cũng ở trên đó đều có một cái điện thoại nó có một cái chức năng gọi là find my phone, đúng không? Tìm cái cái điện thoại của mình ở đâu để đến khi mà mình tự nhiên không đi tìm được thì mình sẽ bật mình tìm nó nó sẽ chỉ cho mình đến cái chỗ nào đó mà cái điện thoại mình nó đang nằm ở đó. À, ở iPhone thì là find my iPhone. Nhưng mà bây giờ đó có một cái ông chủ nhà ở bên Hill, ở bên Texas đó. Ừ. ở Richmond Texas. Ông nói ông quá mệt mỏi Bây giờ ông đang khiếu nại với lại bên iPhone về cái chuyện mà cái cái app này à, find my iPhone là bởi vì trong suốt thời gian qua đó đã có đến mấy chục người bất Ủa? kể là sáng, trưa, chiều, tối, và bà, bác, đêm luôn đến đập cửa nhà ông nói rằng ông ăn cắp cái điện thoại của người ta ừ. là bởi vì những người đó bị mất điện thoại đó à. thì theo cái chuyện mà cái hướng dẫn tìm cái điện thoại nó nằm ở ngay chỗ của nhà của ông này mà ông này ông nói là ông ở cái khu vực đó từ năm 2018 đến bây giờ ông là một uh, kỹ sư ừ. ông là một kỹ sư nhà ông thì có hai con nhỏ một đứa bé thì 3 tuổi, một đứa thì 9 tuổi. Mà ông ở đó là người ta đã biết rồi, nhưng mà cứ hết người này đến người kia đập cửa mà có người đến với vẻ hằng học tức giận. À, người thì dọa là sẽ gọi cảnh sát tới Nói rằng là họ bị mất điện thoại Và cái địa chỉ dẫn tới đây Ông nói đầu tiên bắt, bắt đầu là nhiều nhất là bắt đầu từ khoảng năm 2020 Thì nó xuất hiện lác đác Rồi khi mà ông báo cái chuyện này lên cho qua bên các cơ, cơ, cơ quan truyền thông á thì là mới cách đây vài ngày thôi. ông nói cứ suốt ngày như vậy mà ông gọi lên chỗ uh, iPhone Apple thì họ hướng dẫn cái này, họ hướng dẫn cái kia cuối cùng không được giải quyết gì hết. ông nói cái này là do cái lỗi cái lỗi này của bên những cái um, giống như khi mà cái program nó chạy như thế nào đó không biết sao nó đều dẫn đến nhà ông. rồi bây giờ ông cũng phải báo qua bên cảnh sát có cái cách nào hay không ông nói lỡ những người giữa đêm người ta bị mất ngủ vì cái chuyện họ bị mất cái phone họ không xài được bây giờ họ tìm ra ở đây thì họ đến nhiều khi họ đến với những cái vũ khí gì nữa làm sao mà con ông cái đứa bé mà 9 tuổi thì nó khó ngủ nhiều khi đập cửa rầm rầm ừ. đứa nhỏ thì khóc đứa lớn thì không ngủ lại được thì bây giờ cảnh sát cũng phải vào để điều tra xem rằng là, là ờ, tại sao lại nó có cái chuyện như vậy tại sao lại nói là ví dụ như nếu là ông là người ăn cắp thì cái chuyện đó là khác mà nói là trong suốt thời gian qua mấy chục người đã đến nhà ông để gõ cửa như thế thì không hiểu lý do là như thế nào nhưng mà giờ rơi vào trường hợp mình thì sao và giờ chuyên viên điện thoại ngồi kế đây thì giải thích làm sao đây chuyên viên cái điện thoại mà người ta nói mất đó đó ừ. mà nó hiện lên là cái địa chỉ của nhà của ông đi ừ. thì bây giờ mình nói cái người mà mất đó đó ừ là có cái bằng chứng gì đưa ra hay không thì phải họ phải mang cái laptop hay là họ mang cái gì đó tới cho ông thấy ông có thể chụp hình cái đó lại và ông gửi cái hình đó cho bên Apple Store hay là Apple mà uh, Headquarter để họ có thể coi lại coi tại sao là cái app đó nó làm ra cái chuyện gọi là đến nhà ông mà đòi những cái máy móc như vậy. Dạ yeah, thì ông theo như ông nói chuyện với lại bên đài um... À, ABC đó thì ông nói ông có hết tại vì nhà ông có gắn à, giống như là cái camera đó cái green bell đó thì ông chụp lại hết những cái đó ừ. để ông gửi nhưng mà không giải quyết được cái gì hết Ủa, cái mà thế. trong suốt thời gian qua mà không phải một người hai người mà đến mấy chục người rồi đều tìm đến cái địa chỉ rồi bây giờ ông nói ở trong xóm của ông á nơi ông ở đó giống như là người ta uh, chọc ông á ông là người ăn cắp iphone mặc ừ. dù có người thì nói chuyện theo cái kiểu vui vui thôi nhưng mà ông bản thân ông ông cảm thấy là khó chịu là bởi vì không hiểu lý do gì mà tự dưng bây giờ nó có một cái lỗi lầm như vậy ở trên cái app đó nó cứ chỉ đến nhà ông để tìm cái iphone bị mất thì từ trường hợp này mình nghĩ rằng là nếu như lỡ nó rơi vào mình thì sao trời ừ. mà ông nói là ông ông đã liên lạc nhiều lần với bên hãng apple rồi mà chưa giải quyết được cái chuyện gì hết bây giờ báo qua bên cảnh sát luôn để coi như thế nào dĩ nhiên những người người ta tìm không được á thì người ta nói là người ta sẽ dọa người ta báo cảnh sát để đến tại vì nói là đi dẫn đến ngay chỗ nhà ông là người là là ăn cắp nơi đó là có cái cái iphone của họ xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại